为你作牺牲，雪上加霜也值得。我自问，爱是出于真心，用爱可解释你我的各项疑问。Tối nay chúng ta có dịp trả thù rồi, chuẩn bị đón tiếp đi. Chị Hoàng, chị cũng biết là những phạm nhân mới chuyển tới mấy ngày đầu á đều bị nhốt trong phòng tối mà. Như vậy là chịu bó tay sao? Nhà Lệ Nhã, chỗ này là phòng tối của nhà tù Lam Kiều. Lần này cô vượt ngục, liên lụy mọi người phải chịu phạt theo cô. Cô cứ ở trong này nghỉ mát để biết mùi gì của nó đi. Hy vọng tới ngày mãn hạn cô vẫn chưa điên. Đừng nhốt tôi, đừng nhốt tôi mà, đừng nhốt tôi. Cơm đi. Tháng trước tôi đến cục công đồng, hy vọng được giải ngân để chúng tôi xây thêm nhà tù. Tôi nghĩ thư từ qua lại phải tốn nhiều thời gian, không ngờ ông Ngôn làm việc nhanh như vậy đến đây xác minh. Ông Ngôn đúng là người có trách nhiệm. Đây là công việc của tôi. Phía trước là phòng giam tập thể và phòng giam dành riêng cho tử tù. Chúng tôi đang thực thi chính sách hai người một phòng giam, nhưng gần đây cho thấy phòng giam có khả năng không đáp ứng được yêu cầu. Tôi đồng ý với cách đó của ông. Theo chính sách, hai người giam chung một phòng, không gian còn lại của họ quá chật hẹp. Nếu giam thêm người vào trong đó, rủi phạm nhân tiếp tục tăng thêm, e rằng sẽ xảy ra khúc mắc và xung đột. Nếu ông Ngôn hiểu cho chúng tôi thì còn gì bằng. Cục trưởng, phòng giam tử tù thì sao? Tôi muốn biết tình hình trong phòng giam đó. Phòng giam dành cho tử tù ở bên kia. Đây là hai căn phòng để giam tử tù. Vì dạo này số tử tù không nhiều, cũng như bây giờ vậy, chỉ có một người thôi, cho nên các phòng giam tử tù tạm thời có thể đáp ứng nổi.
Mời ông Ngô. Phạm nhân của các phòng giam đều có quy định thời gian ăn uống nghỉ ngơi, không thể sớm hơn, không thể trễ hơn. Bởi vì sinh hoạt trong nhà tù luôn luôn phải tuân theo quy định khắc khe. Chế độ ăn của phạm nhân thường ngày đều như vậy hay sao? Chuyện đó ông có thể yên tâm, chúng tôi không bạc đãi tù nhân đâu. Chúng tôi phải bảo đảm đủ dinh dưỡng cho họ. Ngoài giờ làm việc quy định mỗi ngày, chúng tôi luôn cho tù nhân ra sân chơi thể thao, dạo chơi, chơi bóng rổ để họ hít thở không khí trong lành. Ê, tới thăm tôi hả? Cái nón nhìn cũng đẹp quá ha. Im miệng đi, sao có nói nhiều quá vậy? Thường ngày nhân viên của ông đối xử với phạm nhân đều hung dữ và lớn tiếng như vậy sao? Tất nhiên là không. Cậu Huy, chẳng phải tôi nói với cậu rằng phạm nhân cũng là người, họ cần sự tôn trọng hay sao? Chị hai, làm ơn ngồi xuống giùm tôi đi, đừng có nói nhiều nữa được không? Được. Ông Ngô, tôi dẫn ông đi tham quan chỗ khác. Được. Ông Ngô à, phía trước là phòng tối. Phía dưới hai lỗ thông hơi này chính là phòng tối. Phòng tối này có khác gì so với các phòng giam khác? Anh Lượng, ở dưới đó bốn bên đều là tường không có ánh sáng. Mục đích của phòng tối là dùng để giấu những phạm nhân trọng tội, bắt họ phải tự suy xét lại mình. Tôi xuống đó tham quan có được không? Phòng tối bên này tôi có thể dẫn ông đi tham quan, còn phòng tối này đang giam phạm nhân trong đó, cho nên không tiện cho ông xuống dưới. Giam phạm nhân trong một khoảng không gian chật hẹp như vậy không được thoáng, rất dễ dẫn tới bị nhiễm trùng, như vậy không tốt cho sức khỏe của phạm nhân. Đúng là không được thoáng, nhưng phía nhà tù chúng tôi sẽ để ý sức khỏe của họ. Một khi phát hiện họ mắc bệnh, lập tức đưa họ tới bệnh viện để điều trị. Ông Ngôn, ông Ngôn, bên kia là công trường và một nhà thờ nhỏ, hay là tôi dẫn ông tới đó để tham quan? À, không cần đâu, tôi phải về dự buổi họp. Về việc giải ngân xây thêm nhà tù, không biết ông Ngôn nghĩ thế nào? Để tôi về bàn bạc với mọi người, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Cảm ơn ông Ngôn, tôi không làm mất thời gian của ông nữa đâu. Tôi tiễn ông. À, xin lỗi nha, tôi bị sốt như vậy. Cứ yên tâm đi, chuyện mà tôi đã hứa tôi nhất định sẽ làm được. Tôi biết xưa nay ông Ngôn là người rất có uy tín. Cảm ơn ông. Mời. Em tin anh. Ăn cơm đi. Cậu ăn cơm đi. Cậu không thấy đói bụng sao? Cả ngày hôm nay cậu không ăn gì hết á. Tôi không ăn. Món này ngon lắm. Không ăn. Ngoan đi. Không ăn. Cậu ăn thử coi, ngon lắm nè. Không ăn mà.
Chuyện gì vậy? Em vẫn không chịu ăn cơm à? Dạ phải, từ sáng tới giờ cậu vẫn không ăn miếng nào. Cô ra ngoài làm việc đi. Dạ. Quang, qua đây xem gì đã mua quà gì cho con nè. Con chỉ cần chăm chóng mà mẹ mua cho con là được rồi. Thật ra ngoài chăm chóng ra, chiếc máy bay này cũng vui lắm đó. Chơi thử đi. Con nhớ mẹ của con lắm. Chẳng phải chị đã nói với con là mẹ con đã bị bệnh sao? Lúc mẹ con đến bến cảng đón con, mẹ nói mẹ đã khỏe lại nhiều rồi. Mẹ còn hứa là dẫn con đi du lịch. Chắc tại con hư quá cho nên mẹ mới thừa lúc con ngủ say mà bỏ rơi con. Mẹ không thương con nữa. Sự thật không phải như vậy đâu. Con không có chọc giận mẹ con. Sự thật là mẹ con đang bị bệnh mà. Mẹ con sợ con lo lắng cho nên mới nói với con là đã khỏe rồi đó. Thật hả? Tất nhiên rồi. Có bao giờ gì gạt con đâu. Con nhìn coi, căn phòng này vừa rộng vừa đẹp. Còn nữa, tất cả mọi thứ đồ chơi trong căn phòng này đều là của con. Lẽ ra con nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Tại vì không phải ai cũng có nhiều thứ như con đâu. Thôi được, cứ chơi tiếp đi. Dì không mến bông lan cho con. Dì cắt cho con một miếng nha. Hả? Anh về rồi. Ông xã, hôm nay làm gì có vất vả không? Làm gì có. Anh nghe chị Quý nói hôm nay em đi chơi với thằng Quang, nghe nói vất vả lắm. Nó không chịu ăn cơm à? Tại nó nhớ mẹ của nó thôi. Thằng Quang còn nhỏ, không biết suy nghĩ. Nếu để nó đi theo người đàn bà đó như vậy, cả đời này nó phải sống chui, sống nhủi, đừng hòng có được cuộc sống yên ổn. Vắng mặt một thời gian, nó đã ngoan hẳn lên rồi. Không ngờ người đàn bà đó đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Anh nghĩ xem, nó chỉ là một đứa bé thôi, làm sao nó có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy chứ? Vậy cũng đúng. Nhưng theo anh nghĩ, quá đáng nhất là những cai ngục trong tù. Tại sao lại để cho một tội phạm giết người chạy thoát chứ? Cũng may mục đích của cô ta là thằng Quang, không có ý đồ làm hại em. Nếu không anh thì sẽ tố cáo cô ta. Nhưng dù sao họ cũng đã bắt được cô ấy rồi. Em tin là họ sẽ canh gác nghiêm ngặt hơn. Nhưng còn giáo viên đó đến nay vẫn chưa bắt được. Cô giáo viên này thật là khó hiểu. Tại sao lại tiếp tay cho tội phạm giết người vượt ngục chứ? Không biết cô ấy có ý đồ gì không. Bà xã, dạo này em ra ngoài nên cẩn thận đó nha. Em biết rồi. Chị Khải à, hay là chúng ta dẫn thằng Quang đi du lịch nha. Một là nó có dịp đi chơi xa, hai là lần trước chúng ta chưa có tổ chức tuần trăng mật, cứ xem như là đi bù nha. Thôi được, em cứ quyết định đi. Sao vậy? Có bị thương không? Cái chân chống mà mẹ mua cho con bị hư rồi. Không sao, lát nữa dì mua lại cái mới cho con. Con không thích cái mới, con chỉ thích cái này thôi. Cái này do chính mẹ làm cho con. Nếu vừa rồi không phải con mãi lời trên máy bay thì con làm hư cái chân chống cho mẹ làm cho con. Đây không phải là lỗi của con đâu, Quang à. Nếu vừa rồi con muốn bảo vệ cái chân chống như vậy, không chừng con sẽ bị trật chân đó. Người bị đau bây giờ chính là con có biết không? Có đôi lúc vì muốn bảo vệ bản thân của mình mà hy sinh những thứ khác, đó là chuyện khó tránh khỏi. Nếu vừa rồi con không tự bảo vệ mình mà cứ lo giữa cái chăm chóng này, vậy thì sao? Con sẽ bị thương, làm sao có thể chơi chăm chóng nữa. Con có hiểu gì nói không? Con không còn chăm chóng, nhưng còn có máy bay kia mà. Quan trọng là con phải khỏe mạnh, đúng không? Con giỏi lắm. Ăn cơm đi. Tại sao lại im lặng như vậy? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Không biết nữa. Chúng ta xuống dưới coi sao. Sáng nay tôi còn nghe thấy cô ấy rất tỉnh táo. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Những phạm nhân khác bị giam trong phòng tối đều la lối om sòm. Không hiểu tại sao hàng ngày cô ấy đều hát vui như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc cô ấy bị nhốt đến nỗi bị điên rồi.
Chị Hoa, chị Ngọc, có phải là các chị không? Tôi nhận ra giọng nói của các chị. Chị Ngọc à, hình như dạo này chị bị ho có phải không vậy? Tôi nghe thấy giọng chị hơi khàn khàn. Tại chị ăn đồ mát nhiều quá. Chị phải hạn chế ăn canh rau cải, nhất là không nên ăn trái cây, không tốt cho sức khỏe đâu. Khi nào ở không nhớ nấu kê cốt thảo uống sẽ tốt cho chị. Sao cô nói nhiều quá vậy? Nên tự lo cho mình thì tốt hơn. Chị không cần lo cho tôi, tới thêm vài ngày nữa là hết hạn rồi. Cô bị giam trong phòng tối nhiều ngày rồi. Cô vào tắm rồi thay quần áo sạch cho tôi. Chị Ngọc, anh Quy kêu chúng ta ra ngoài kia. Nhưng tôi đang chịu trách nhiệm xem chừng Giang Lệ Nhã. Tôi chỉ thông báo thôi, chị không làm theo có chuyện gì chị chịu nha. Đi thôi. Cuối cùng hôm nay đã có đối tượng cho tao trút giận rồi. Nghe cho rõ đây, hoan nghênh cô tham gia vào đại gia đình của chúng tôi. Đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh nó, đánh đi. Hôm nay tao mở tiệc chiêu đãi, mời mày uống ly này. Uống đi, uống đi, uống hết đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Trước kia mày hoài phong lắm mà, bây giờ mặc áo tù thì cũng giống như tụi tao thôi. Đáng đời. Ủa, hôm nay là ngày gì vậy? Tú Phi, cô cho cô ấy uống cái gì vậy? Cô cũng có phần thôi, cho nó một ly. Anh Quy à, hàng hoàng và trong kia đã lâu rồi, trả thù như vậy là quá đủ. Vậy sao? Nó nhiều quá vậy, tôi nghĩ cô đi toilet tốt hơn đó. Nếu chúng tôi bỏ đi hết, trong kia xảy ra chuyện gì thì sao đây chứ? Có tôi đi, làm gì sẽ là chuyện được chứ. Đi đi, đi thôi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Chết nè, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết nè. Chết, chết nè. Chết mày, chết chưa? Nè, 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 anh đi đâu vậy? Anh Quy à, tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy can phạm Tô Phi đến chỗ tôi kiểm tra vậy? Họ họ đang tắm ở trong kia kìa. Chết nè, cho mày chết, cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Trong kia đang đánh nhau, vậy mà anh còn đứng đây. Tại bọn họ vừa tắm vừa giỡn cho nên mới ồn ào vậy thôi. Sao ra tay can thiệp vậy? Bác sĩ Mã Hách à, chứ cậu cũng biết quy định trong nhà tù, can phạm đang tắm ngăn cấm đàn ông bước vào trong đó kia mà. Cậu có hại tôi thì người ta tố cáo hay sao? Sao không thấy nữ cai ngục vậy? Họ đi đâu? Phải, tôi cũng không để ý. Chết đi, chết đi. Chị Hoàng là tha cho họ đi. Được, nó không uống vậy mày uống đi. Uống đi, uống đi, uống đi. Tôi biết rồi, rõ ràng biết hàng hoàng trả thù Tô Phi. Anh cố tình kêu họ vào trong kia nên hiển ý đồ trả thù. Anh muốn mượn hàng hoàng trả thù cá nhân phải không? Nè, không được nói vậy nha. Họ bị giam chung, phải tổ chức cho họ tắm chung mới được chứ. Tôi chỉ làm theo quy định thôi. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Nè, 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 đi đâu vậy? Tôi muốn làm gì? Anh không thể cả tôi vào trong đó. Anh không đi, thì tôi đi một mình. Anh uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Tô Phi. Bây giờ phải uống thật nhiều nước vào, rồi ói ra hết, như vậy mới không sợ bị trúng đâu. Tô Phi em sao rồi? Em có cảm thấy nhức đầu, cảm thấy tay chân tê cứng và hô hấp bị tắc nghẽn không? Bác sĩ Mã, tôi muốn đi vệ sinh, anh coi chừng cô ấy nha. Anh Quy đúng là quá đáng. Lợi dụng bọn người có hàng hoàng để đối phó với em. Anh nhất định đem chuyện này nói với ngục trưởng để cách chức hắn ta. Cách chức Tô Quy cũng chẳng giúp được gì, chỉ bằng chuyển hàng hoàng đi chỗ khác. Chuyện giữa em và hàng hoàng anh đã nói với anh họ của anh rồi, anh ấy đang xử lý. Anh nghĩ cô ấy không dám làm khó em nữa đâu. Em muốn đi thăm chị hai. Từ từ đó, có chuyện té. Chị hai, chị có sao không? Chị cũng muốn hỏi em đó. Em không sao,
Chồng và anh Lượng đã hứa với chị, anh ấy sẽ đưa em trở về Anh Quốc an toàn. Tại sao em còn ở đây? Chị không nên hiểu lầm anh họ của em. Tại sao anh nhìn em như vậy? Em cho rằng em làm như vậy là đúng. Anh có nói em làm sai đâu, anh chỉ nói em khờ thôi. Thật ra chuyện này là sao đây? Hôm đó em lên tàu để trốn qua Hồng Kông. Chú Tàu, tôi muốn biết tại sao tôi ở đây. Chính người của cục công đổng kêu tôi đưa cô đến Hồng Kông đó. Vậy ông có biết người đàn bà vượt ngục trong nhà tù nữ tên tôi giới Pháp có bị họ bắt lại không? Cô ấy không phải bị người ta bắt đâu, cô ấy đến tự thú mà. Hoàng Hoàng nhất định không tha cho chị ấy đâu. Chú Tàu, làm phiền ông lập tức cho tàu quay lại bến cảng giùm tôi đi. Không thể làm như vậy, người đưa tiền cho tôi từng nói rằng á. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không liên lụy ông đâu. Bị cáo Tô Phi tiếp tay cho người khác vượt ngục, tội danh thành lập, nay xử phạt 2 năm tù giam. Thú thật là tôi không thể ngờ cô đã làm chức giáo viên giáo hóa vậy mà lại tiếp tay cho người ta vượt ngục. Cô dạy lắm. Chị cũng thường xuyên nhận tiền hối lộ của người ta, vậy chị không hay dạy. Ngón kia. Được rồi, cô qua thay đồ đi. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết chỗ đó mà. Ghi tên đi. Cô sao vậy? Lượm lên cho tôi. Được rồi, về phòng giam đi. Cũng may cuối cùng em đã giữ lại được tính giờ của chúng ta. Sao em lại khờ như vậy? Rõ ràng là em có thể trở về Anh Quốc làm lại từ đầu. Như vậy không tốt sao? Tại sao em lại trở về đây? Đúng đó Tô Phi, anh cũng không bên chuyện anh được. Em đã từng nói với anh, bắt đầu từ ngày em giúp chị Hai chạy trốn, lúc đó em đã chấp nhận nếu bị người ta bắt lại em sẽ phải ngồi tù. Chị Hai à, em biết Ngôn Lượng đã từng nói anh ấy sẽ dùng lệnh đặc xá để cứu chị, nhưng anh ấy là anh ấy, còn em là em. Nói thật em không tin tưởng anh ấy. Em nhất định phải dùng cách của em để cứu chị. Vô đi. Em sao vậy? Giờ này gây ra chuyện ở trong này nữa hả? Em hỏi anh làm gì thì đúng hơn á. Lâu như vậy không thấy đến thăm người ta, mê cờ bạc chơi hết tiền rồi không nghĩ đến em luôn phải không? Dạo này bến cảng liên tục xảy ra chuyện, anh lo dàn xếp hết thời gian rồi làm gì còn thời gian tới thăm em được chứ. Anh đã nói là thằng Cường nồi đất chết rồi mà. Nhân viên của công đồng á, dạo này cứ vài ba ngày họ lên tàu bắt hàng giữ người giam tàu. Anh mất hết mấy chuyến hàng rồi. Người ta đã nói rõ với anh, mọi chuyện đều do em, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Người của cục công đồng em cũng dám đụng tới nữa. Người cục công đồng gì chứ? Người ta không nói rõ ràng chuyện đó, họ chỉ nói rằng em còn dám đụng tới hai người đàn bà đó, họ sẽ làm cho anh và bọn em út không có miếng cơm ngon miệng đó. Nói vậy là hai con quỷ cái họ gian như họ tô rồi. Ê, em nghe rõ đây nè, ở đây có cơm ăn có chỗ ở thì thôi đi, em đừng gây thêm rắc rối, đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa có được hay không? Bây giờ em bị người ta giẫm lên ngực tức chết nè. Em hung dữ vậy ai mà dám ăn hiếp em chứ? Muốn gạt anh hả? Em xem anh là thằng đần độn sao? Anh cho em hay nha, em đừng gây hấn với hai người đàn bà đó nữa. Em mà không nghe lời á, em đừng có trách anh không bỏ tiền lo lót cho em nữa nha. Không bỏ tiền ra bệnh viện với anh chị ở trong này nha. Anh nói vậy nghĩa là sao đây? Bây giờ vợ anh bị người ta ăn hiếp anh bỏ mặc em hả? Uổng cho em theo anh mấy lâu nay. Hai con quỷ cái kia hại tao thê thảm như vậy, tao không có bỏ qua đâu. Vậy phong, em nghe nói đi, còn dám chọc giận anh nữa, anh dám nói chứ đừng dám làm đó. Về phòng phải không? Đóng cửa.
Có mày cứu nó, bây giờ ai cứu tụi bay? Đặt tay tụi nó lên bàn. Đừng mà. Giỏi lắm, có người che chở chứ gì. Lần sau không có gặp Mai như vậy đâu. Tao không chỉ cắt hết ngón tay của tụi mày, còn cắt luôn ngón chân nữa. Đi. Chị Quang, tại sao lại bỏ qua chứ? Nín miệng mày lại. Tại sao Hằng Hoàng lại tốt bụng tha cho chúng ta như vậy? Nhất định là anh Lượng ra tay. Chị đã nói rồi, anh ấy không bỏ mặc chúng ta đâu. Bây giờ xin mời vợ chồng của ông Ngôn với chúng tôi khánh thành thư viện. Đây là thư viện kỷ niệm Hạ Phi. Trân trọng kính mời ông Ngôn ra phát biểu đôi lời cùng chúng tôi. Thượng Hải ngày càng phồn vinh, cho nên chúng ta cần phải mở rộng kiến thức và giao lưu văn hóa với phương Tây. Tôi hy vọng thư viện kỷ niệm Hạ Phi có thể giúp người dân Thượng Hải mở mang kiến thức, làm quen với thế giới này. Cháu gái của tôi chết tề thảm lắm. Ông Ngôn à, ông kêu quan cho cháu tôi đi ông Ngôn à. Tôi mới đòi lại công bằng cho chị hai tôi. Ông Ngôn à, ông là bảo thanh thiên của đất Thượng Hải này. Ông hãy giúp tôi kêu quan cho chị hai tôi đi. Chị của cậu là ai? Chị của tôi là tiểu hoàng quanh Lưu Tinh. Thì ra là cô ấy hả? Cái chết của chị cậu đã xác định là do hút vào phía quá liều mà dẫn tới cái chết. Trong chuyện đó cậu có quan tình gì? Không thể nào, con gái của tôi rất có hiểu biết lo cho gia đình. Nó không hút nhà phiến đâu. Nhất định là do nghề đóng lương hại chết nó. Có chuyện đó nữa sao? Nếu như bà không có bằng chứng xác thực, ăn nói phải cẩn thận. Đúng vậy, người ta đừng là thị trưởng thành phố Thượng Hải. Chỉ một lời nói của ông ấy, nửa đời còn lại của bà sẽ sống trong song sắt đó. Tôi có bằng chứng trong tay. Lá thư mà chị thư gửi cho tôi có nhắc chuyện nghề đóng lương sẽ mua căn nhà cho chị và hứa chăm sóc chị suốt đời. Còn kêu chị từ nay về sau đừng xuất đầu lộ diện. Nếu nghề đóng lương thật sự tốt với chị, tại sao trẻ lại chết oan ức như vậy chứ? Phải, chắc chắn là nghề đóng lương muốn phụ bạc con gái tôi. Con tôi không cam chịu số phận cho nên hắn đã hại chết con tôi. Nghe phu nhân hiền lương thục đức, có người vợ như vậy mà không mãn nguyện, còn ra ngoài mua nhà cao chứa gái. Bọn đàn ông như vậy thật là quá đáng. Bà cứ yên tâm đi, chúng ta đều là đàn bà với nhau. Tôi sẽ không để cho con bà chết oan ức đâu. Tôi nhất định sẽ giúp con bà đòi lại sự công bằng. Bà Ngôn, bà thật là tốt bụng. Cảm ơn. Cảm ơn bà Ngôn. Cảm ơn ông Ngôn. Thưa ông, tôi đã liên tục gọi điện thoại đến văn phòng và nhà riêng của ông ấy, nhưng cả hai bên đều không có ai nghe điện thoại cả. Cứ gọi tiếp. Dạ. Chào ba. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Mẹ, hơn 20 năm qua mẹ không đánh con. Mẹ hỏi con, con định xử lý làm sao về chuyện của Nghe đúng luôn về cô nữ diễn viên đó? Con giúp tên họ Nghe xử lý cái xác, sau này làm sao con có thể ngóc đầu để làm người chứ? Mẹ, sao mẹ biết chuyện này? Mẹ còn biết con và Nghe đóng lương đã thỏa thuận với nhau, con từ bỏ ứng cử thị trưởng của nhiệm kỳ sau để đổi lấy lệnh đặc xá cho Lệ Nhã. Mẹ, ai đã cho mẹ biết chuyện đó? Trước kia Mã Hách đã giúp Lệ Nhã vượt ngục, sau đó nó không muốn cho con biết hành tung của Lệ Nhã. Mẹ vì muốn giúp con đã gạt Mã Hách dẫn con đến tìm Lệ Nhã. Mẹ cho rằng con giúp Lệ Nhã thoát khỏi Thượng Hải, như vậy xem như mọi chuyện đã xong, con có thể dành hết thời gian vào công việc ứng cử chức thị trưởng. Mẹ tính toán như vậy cũng sai lầm. Mẹ không ngờ con lại ngốc đến nỗi dùng lệnh đặc xá để giúp nó. Mẹ, Lệ Nhã vô tội mà. Chẳng lẽ mẹ cứ cô ấy phải lần trốn không thể trở về Thượng Hải sao? Lẽ ra con đã nắm chắc được chuyện này rồi, nhưng đột nhiên người nhà của Lưu Tinh lại xuất hiện ngay trước mặt con, cho nên... Người nhà của Lưu Tinh đều là dân quê mùa, mẹ nghĩ không khó dàn xếp. Chuyện quan trọng trước mắt là con cần phải kiềm hãm, không thể làm lớn chuyện được. Ông xã, ý, mẹ không có mặt ở đây à? Đúng rồi, nếu mẹ nghe được tin tức này, nhất định mẹ sẽ rất vui cho anh Lượng của con.
Con vừa gọi điện thoại đến Quảng Châu và Trùng Khánh để báo cho cậu và bác của con biết đầu đuôi câu chuyện của Nghe Đống Lương và cô ca sĩ đó. Nếu con đoán không lầm, chuyện này sẽ nhanh chóng tới tay của cấp lãnh đạo trong chính phủ. Đến lúc đó Nghe Đống Lương sẽ tai tiếng đầy mình. Cái chức thị trưởng đó nhất định sẽ trở thành vật trong túi của ông xã con. Bà bế cơm cho tôi. Mợ hai, hôm nay thấy mợ ăn ngon miệng lắm đó. Trong lòng thấy vui cho nên ăn ngon miệng thôi. Đúng rồi, sáng mai tôi phải đến trường đua thăm thị trưởng phu nhân. Bà nhớ đến thức tôi đúng giờ. À, bố em còn nghĩ đến con ngựa đó sao? Vậy mà anh cứ tưởng em bỏ mặc nó trong trường đua để nó tự sinh tự diệt chứ. Anh còn nói nữa, hôm đó em định đăng ký thị trưởng phu nhân tham gia cuộc đua vào ngày trúng cử thị trưởng. Em làm như vậy là muốn mình được song hỷ lâm môn. Cũng tại nhiều chuyện làm cho em bể kế hoạch. Bây giờ em phải tranh thủ tìm người giúp em tập vật thị trưởng phu nhân mới được đó. Lily à, tuy hiện giờ Nghe Đống Lương chịu nhiều tai tiếng, chồng con đang là người chiếm được ủng hộ của dân chúng, nhưng giới chính trường thường có nhiều thay đổi ngoài ý muốn, dù sao cũng phải xử lý cho cẩn thận. Trước đó anh Lượng đã tự rút khỏi danh sách ứng cử rồi, không ngờ Nghe Đống Lương đột nhiên gặp chuyện xui xẻo mất mặt, bây giờ kể cả ông trời cũng giúp chúng ta đó. Mẹ à, con biết làm người thì phải khiêm tốn, nhưng đôi lúc quá khiêm tốn người ta sẽ cho là mình giả dối đó. Bà chủ, cậu hai, mợ hai, thị trưởng Nghe tới thăm. Tôi có tưởng nhân vật nổi tiếng nào giá lâm đến đây. Thì ra là thị trưởng Nghe, người nổi tiếng đang được mọi người Thượng Hải bàn tán đồn đãi âm ỉ. Xin lỗi, đã quấy rầy bữa cơm của gia đình. Thị trưởng Nghe ăn cơm chưa? Nếu ông không chê bai, chúng tôi sẽ lấy thêm chén đũa ngồi ăn chung cho vui. Mẹ ơi, mẹ quên rồi sao? Bây giờ thị trưởng Nghe ăn thịt rồng cũng không thấy ngon đâu. Thị trưởng, chúng ta lên lầu nói chuyện. Được, được. Mẹ à, mẹ nghĩ hắn đến đây để làm gì vậy? Rõ ràng hắn cũng biết anh Lượng vì chức thị trưởng đang cạnh tranh ác liệt với hắn. Vậy mà hắn dám đến đây kêu anh Lượng cứu hắn hay sao? Ông đi đâu cả ngày trời? Tại sao tôi gọi điện thoại cũng không thấy ông mắc máy? Ông gì cứ gọi điện cho tôi hoài, tôi không biết ứng phó như thế nào. Chỉ còn cách duy nhất là rút dây điện thoại. Thật ra cái mà tôi sợ nhất là nhận được điện thoại của cấp trên từ Nam Kinh gọi tới. Như vậy có nghĩa là trước giờ ông chưa từng cho ai biết quan hệ giữa ông và Lưu Tinh. Đúng vậy. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, tại sao đột nhiên người nhà của Lưu Tinh tới Thượng Hải còn yêu cầu tòa án phúc thẩm vụ án này? Tôi không biết chuyện này là sao nữa. Tôi không quen biết người nhà của Lưu Tinh. Tôi chỉ nghe cô ấy nhắc dưới quê còn có người mẹ và một đứa em trai. Hình như cô ấy không thuộc với gia đình cho nên ít gặp nhau. Đúng thật là tôi không biết tại sao mẹ con họ lại từ dưới quê lên trên này nữa. Nhưng họ không hề nói như vậy. Họ nói Lưu Tinh thường xuyên viết thư gửi về quê cho họ. Họ còn nói là trong thư có nhắc tới quan hệ giữa ông và cô ta. Lưu Tinh còn nói ông hứa sẽ chăm sóc cả gia đình của họ nữa. Tôi không biết Lưu Tinh đã nói cái gì với họ. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đang gặp nhiều khó khăn rắc rối. Vợ tôi đã trở mặt với tôi, còn đòi lý dị với tôi nữa, đòi đủ thứ. Vợ tôi đã giận tôi bỏ về bên nhà mẹ rồi. Bây giờ tôi sợ cấp trên hiểu lầm tôi giết Lưu Tinh thì nguy đó. Xảy ra chuyện như vậy làm sao tôi nói cho rõ đây? Ông cứ yên tâm, tôi tin ông không có giết người. Tôi cũng nghĩ như cậu vậy, nhưng không hiểu tại sao nghĩ tới chuyện này thì tim của tôi lại đập thình thịch liên hồi, khó mà kiểm soát được. Lần trước cậu từng giúp tôi có muốn liên lụy cậu, nên cố tình đến đây để bàn với cậu xem nên làm như thế nào. Tôi được. Bây giờ ông không tiền trả lại, tôi sẽ giúp ông dàn xếp người nhà của Lưu Tinh. Vì vậy không phải giúp ông. Tôi chỉ không muốn ông vì chuyện này mà bị cấp trên cách chức, làm cho lệnh đặc xá trong đây tôi thành một tí. Tôi biết cô đã nghĩ gì mà. Làm phiền ông Ngôn đích thân đến thăm chúng tôi, làm sao tôi có thể gánh vác nổi. Chỗ ở của chúng tôi chật hẹp như vậy, tôi cảm thấy ngại quá, xin lỗi cậu. Mẹ à, mẹ đừng làm như vậy, mất mặt người ta đó. Mẹ biết làm vậy là mất mặt với cậu Ngôn. Nhưng một khi tôi nghe bài hát của con gái tôi thì tôi không kềm được nước mắt. Tại vì trước kia chị hai tôi từng gửi một lá thư cho mẹ tôi. Chị ấy nói với mẹ tôi rằng lúc chị ấy tiến hành thu âm bài hát này, chị ấy vừa hát vừa nghĩ đến mẹ. Cho nên bây giờ mẹ tôi mỗi khi nghe bài hát này đều không cầm lòng nữa. Phải, con tình từng nói với tôi, sau khi phát hành đĩa này
thu được tiền sẽ mang về quê xây căn nhà lên để tôi dưỡng già. Nhưng bây giờ tôi đã mất, tôi mất tất cả rồi. Mất mẹ tất cả. Mẹ đừng nói nữa. Bây giờ hạnh phúc của cả gia đình đều bị quỷ trong tay của họ Nghe rồi. Phải. Tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của gia đình. Người chết không thể sống lại được, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Nếu gia đình thật lòng quan tâm Lưu Tinh thì nên để cho cô ấy được yên nghỉ mới đúng. Ông Ngôn à, ông nói vậy là kêu chúng tôi đừng truy cứu tên họ Nghe khốn kiếp đó sao? Tại sao cậu lại đứng ra nói chuyện giùm tên xấu xa đó? Đúng vậy, tôi còn nghe người ta nói ông Ngôn là vị quan chức ngay thẳng nhất tại thành phố Thượng Hải này. Chỉ có một mình ông mới dám thẳng tay với tên họ Nghe đó. Cho nên cậu muốn lợi dụng tôi để gây sức ép cho thị trưởng. Đến lúc đó cậu có thể đòi tiền ông ấy. Vậy là ông đã tin lời nói đơn phương của tên khốn kiếp đó sao? Ở dưới quê cậu đã từng ăn trộm ngồi tù nửa năm mới được thả ra. Còn người mẹ như bà đây, vì tham một chút tiền cưới đã ép Lưu Tinh phải làm bé của người ta. Lưu Tinh không đồng ý nên đã trốn tới Thượng Hải. Tôi nói vậy có đúng không? Lúc nào các người cũng nói tình cảm gia đình các người rất ấm áp. Vậy mà các người không biết cô ấy có thói quen viết nhật ký. Cô ấy đã viết lại tất cả những điều xấu xa của các người vào quyển nhật ký này. Cậu Cơ, con lập tức báo cho cục trưởng của cục cảnh sát biết. Cậu nói với họ có người ác ý chu khống thị trưởng, kêu họ bắt người. Đừng làm vậy. Xin lỗi ông, tôi đã biết lỗi rồi. Xin ông cho tôi một cơ hội. Phải, tôi đã mấy chục tuổi đầu không muốn cuộc đời còn lại sống trong nhà tù. Phải đó. Cậu tha cho chúng tôi đi mà. Tôi tha cho ông. Chúng tôi đi. Giọng hát của Lưu Tinh rất hay, rất truyền cảm. Tôi không muốn những chuyện xấu xa của các người sẽ làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của Tiểu Hoàng Quanh. Lần này tôi tha cho các người, nhưng từ nay về sau tôi không muốn gặp các người tại Thượng Hải này nữa. Chúng tôi hứa với ông, sáng mai chúng tôi sẽ lên xe lửa về quê và không bao giờ đến đây nữa. Phải. Tôi hứa với cậu, tôi xin chừa. Tôi chừa mà. Hai mẹ con họ Lưu đó đúng là ngu ngốc. Chỉ cần một cuốn sổ trắng biến thành nhật ký đã đủ qua mặt họ. Cho họ biết là giả thì đã sao chứ. Nhưng là ông Ngôn nói tất cả đều là sự thật, đâu có đối quan cho họ. Nói cho cùng cũng là do ông Ngôn thông minh, trước đó đã lật tẩy họ rồi. Đừng phải lo nói chuyện nữa, vì đúng đường đang chờ tôi. Dạ ông Ngôn. Ông Ngôn, trước nhà ông thị trưởng có rất nhiều cảnh sát. Ở cục trưởng, các cậu qua bên kia tìm cái gì đó để phong tỏa hiện trường đi. Đó cục trưởng, cho xe chạy đi. Tin tức của ông Ngôn quả là nhanh nhạy, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Tôi có chuyện muốn gặp thị trưởng để bàn. Cơ bộ ông tới trễ một bước rồi. Lúc đó khoảng 7:30, tôi đứng ngoài cửa gõ rất lâu nhưng không thấy ai trả lời, do đó tôi mới... Thật ra đầu đuôi trong chuyện này là sao? Vụ của ông Lương và cô diễn viên Lưu Tinh ấy đã đồn khắp đầu đường xó chợ rồi. Ông cũng biết vợ của ông Lương đã trở mặt với ông ấy, sau đó dọn về nhà của mẹ ở. Tại quán gia này khi đến mời ông ấy ăn cơm mới biết xảy ra chuyện, sau đó liền báo cảnh sát. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cửa sổ và cửa lớn chưa từng bị cậy ra và không có dấu vết đánh nhập. Coi bộ ông Lương không thể chịu được áp lực của tai tiếng cho nên mới làm chuyện cờ dại như vậy đó. Mẹ, khuya như vậy mẹ chưa ngủ à? Thật đúng lúc, con qua đây thử cái khăn lai mẹ đang cho con. Màu này rất hợp với con. Con có thích không? Mẹ, con biết mẹ quan tâm con, nhưng ngồi đang như vậy không tốt cho mắt của mẹ đâu. Đi mua thì được rồi. Đan cái khăn len đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Con đó, dạo này con sa sút rất nhiều. Chẳng lẽ cái chết của Nghề Đống Lương tạo nhiều rắc rối khiến cho con sa sút vậy sao? Mẹ, mới đây mẹ đã biết tin Nghề Đống Lương bị chết à? Tại vì có người giúp mẹ giết hắn. Mẹ đã cho người giết ông ấy sao? Thứ người như Nghe Đống Lương vừa sợ ma vừa sợ trộm, con quên rồi sao? Lần trước hắn đến nhờ con cứu giúp, hắn còn khóc lóc ngay trước mặt con. Con nghĩ xem, nếu hắn bị cảnh sát bắt đi hỏi cung, hắn nhất định khai cả con ra. Không loại trừ khả năng hắn sẽ khai ra chuyện con giấu xác của Lưu Tinh giùm hắn. Con đã dàn xếp xong người nhà của Lưu Tinh rồi.
Mẹ chú không cần. Phải phái người đi với ông ta làm gì? Lần này con có thể dùng tiền để dàn xếp, lần sau thì sao? Con dám bảo đảm hai mẹ con họ sẽ không quay lại tìm chúng ta hay sao chứ? Còn nữa, lần trước con giấu xác của Lưu Tinh giùm hắn, lúc đó con có từng nghĩ đến chuyện gặp rắc rối như hôm nay hay không chứ? Nghề đóng lương không phải là người làm đại sự, đừng nói là làm bạn bè, cho dù là làm nấc thang cũng không được. Muốn giải quyết vấn đề này, cách thiết thực nhất phải giải quyết nghề đóng lương. Cũng như con vừa nói, khăn len có thể mua, không cần tốn công đang làm gì. Này, nghề đóng lương đã chết, mọi chuyện rắc rối đều đã giải quyết xong, chúng ta không cần phải tốn thời gian để xoay sở với hắn làm gì. Không sợ thua thì ăn đi, ăn đi. Trời ơi, không ai đi như vậy bao giờ hết à. Vô đi. Nè, muốn chết sao vậy? Kêu đấm bóp chứ đâu phải kêu đánh đâu. Làm gì mạnh tay dữ vậy? Bộ anh thích vẽ tranh lắm à? Em đang theo dõi giờ giấc đổi ca của bọn cai ngục. Nó sẽ có lợi cho chúng ta vượt ngục thoát khỏi đi. Bộ em còn tính vượt ngục sao? Chúng ta nên nghe lời của anh được. Cứ yên tâm ở lại đây chờ lệnh đặc xá của anh ấy. Sau đây là thông tin trong ngày. Tối qua, thị trưởng thành phố Thượng Hải Nghe Đống Lương đã dùng súng tự tử ngay tại nhà riêng. Không có dấu vết cho thấy là bị ám sát. Nay cục cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.